Thưa quý vị, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, 11 tháng đầu năm với kim ngạch ước đạt 55,98 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Riêng đối với ngành nông lâm thủy sản thì Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất của Việt Nam khi mà 11 tháng qua giá trị nông sản xuất khẩu sang thị trường này đã đạt 11,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Hiện thì nước ta đã có 14 loại nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và với những nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác xúc tiến thương mại giữa hai nước, sắp tới sẽ có thêm nhiều những loại nông sản của Việt Nam sẽ có mặt tại thị trường tỷ dân. Vườn sầu riêng 2,5 hecta này đã đến ngày thu hoạch. Nhân công ngoài việc đeo khẩu trang thì trước khi vào vườn phải được khử khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế và mang ủng găng tay. Các dụng cụ sử dụng cũng được khử khuẩn toàn bộ. Đó là những quy trình bắt buộc ngay tại vùng nguyên liệu mà các doanh nghiệp xuất khẩu phải nghiêm túc thực hiện khi xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Chất lượng sản phẩm có nghĩa là ăn ngon, mẫu mã đẹp và thứ hai nữa là an toàn cho sức khỏe. Đó là các tiêu chuẩn Global Gap hoặc là Organic. Thì nếu chúng ta đáp ứng được hai cái mong muốn này của người tiêu dùng thì tôi nghĩ là thị trường Trung Quốc là một thị trường phải nói là mang lại cái lợi nhuận sẽ rất lớn cho kể cả cho doanh nghiệp và nông dân trong thời gian sắp tới. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Trung Quốc hiện chiếm gần 54% tổng giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam. Riêng với sầu riêng, giá trị xuất khẩu sang thị trường này có thể đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện không còn là thị trường dễ tính như trước. Do vậy, quan trọng là cần phải sản xuất theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản xuất tại mỗi vùng trồng. Xây dựng một số cái vùng mà có thể là đạt được cái chứng nhận tiêu chuẩn an toàn, ví dụ như là Việt Gáp để mà chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu của cái phía thị trường Trung Quốc. Ngoài ra thì cái vấn đề liên kết trong sản xuất tiêu thụ thì chúng tôi cũng sẽ chú ý trong cái khâu là tiến hành các đợt xúc tiến thương mại. Đến nay, Việt Nam có 11 loại trái cây xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gồm thanh long, dưa hấu, chuối, vải, nhãn, chôm chôm, mít, xoài, măng cụt, sầu riêng và chanh dây. Trong năm nay, khoai lang và tổ yến cũng đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này. Hiện Việt Nam đang xúc tiến mở rộng thêm 4 đối tượng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gồm dược liệu, dừa, hoa quả đông lạnh, dưa hấu từ xuất khẩu truyền thống sang chính ngạch. Việc xuất khẩu cái khoai lang hay là các cái loại và coi như chính ngạch đi Trung Quốc thì coi như là tạo một cái tiền đề cho cái việc là quy hoạch vùng trồng ở các địa phương được bài bản hơn, tạo điều kiện cho cái việc là xuất khẩu các cái loại nông sản trong thời gian tới là được bền vững. Doanh nghiệp ngành yến Việt Nam phải cùng với Bộ Nông nghiệp của Việt Nam tranh thủ cơ hội để mà chính quy việc nhập khẩu yến vào Trung Quốc bằng việc xây dựng tổ yến cách ly xuất nguồn gốc, giống như cách mà Indonesia, Malaysia đã làm để xuất khẩu yến chính ngạch vào Trung Quốc. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu thực phẩm trong nước và Trung Quốc đều sẽ tăng từ 15 đến 20%. Đây sẽ là cơ hội để tăng thêm giá trị xuất khẩu nông sản cho năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, nhất là với các mặt hàng nông sản đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường tỷ dân. Tiếp tục là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, là Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam lần thứ 4 vừa khai mạc vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia và các đối tác tổ chức từ năm 2017. Theo các chuyên gia, năm 2023 đánh dấu sự phát triển ấn tượng của khởi nghiệp sáng tạo với 3.800 doanh nghiệp trên toàn quốc, trong đó có những doanh nghiệp được định giá tỷ đô và có đóng góp đáng kể cho kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, diễn đàn tạo cơ hội chia sẻ về quản trị kết nối đầu ra cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời chia sẻ các thế mạnh địa phương, trong đó có đặc biệt là thế mạnh khởi nghiệp về nông dân trong thời đại chuyển đổi số. Các ý kiến đều nhấn mạnh cuộc sống không cho phép người trẻ dừng chân tại chỗ, hãy mạnh dạn khởi nghiệp, phát huy hết khả năng, chất xám, trí tuệ của mình một cách triệt để. Thành công sẽ đến từ trải nghiệm và sự nỗ lực của chính bạn. Song song với diễn đàn, triển lãm và kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm vùng miền và các sản phẩm đổi mới sáng tạo cũng đã được diễn ra. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023. Lễ trao giải có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cùng với các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là sự có mặt của các tác giả đoạt 26 giải thưởng có ý nghĩa.
Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 là một hoạt động quan trọng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm chào mừng Đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đây cũng là một hoạt động cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 NQTVK về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, qua đó tạo sự lan tỏa, đồng thuận tới toàn xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chỉ sau hơn 7 tháng phát động giải, đã có 2.769 tác phẩm được gửi về ban tổ chức bởi hàng nghìn tác giả và hơn 100 cơ quan báo chí cả nước. Với thể lệ chặt chẽ, nghiêm túc, quy trình chấm giải được thực hiện qua nhiều vòng, sơ loại, sơ khảo và cuối cùng là vòng trung khảo. Theo đó, đã có 55 tác phẩm tốt nhất lọt vào vòng trung khảo, trong đó 26 tác phẩm đạt điểm cao nhất, với tổng số giải thưởng lên đến 320 triệu đồng. Các tác phẩm tham dự giải nhìn chung có chất lượng tốt, phong phú về số lượng, đa dạng về thể loại, sáng tạo về phong cách trình bày, các bài viết, tác phẩm trải dài trên nhiều thể loại, từ chính luận, phản ánh, phóng sự đến phản biện được đăng tải trên mọi hình báo in và báo điện tử. Nhiều bài viết có tính thực tiễn cao, mang lại hơi thở từ cuộc sống hiện tại, phát hiện những nhân tố điển hình, những gương chân dung nông dân Việt Nam xuất sắc. Một số bài viết thấm đẫm tình người về nghị lực vươn lên của những nông dân thời kỳ mới. Nhiều bài viết thể hiện tính lý luận chuyên sâu để giải quyết vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 26 tác phẩm báo chí đã được vinh danh, trong đó 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích, 10 giải chuyên đề. Đề tài về nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có sức lôi cuốn, hấp dẫn, đã đi vào những bài thơ, câu hát của nhiều tác giả. Với lĩnh vực báo chí, qua mỗi thời kỳ, chủ đề về tam nông cũng đặt ra hàng loạt vấn đề cần đào sâu, giải quyết. Nông nghiệp thời nay đòi hỏi phải có sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của chính người nông dân. Sản xuất nông nghiệp phải mang tính chất hàng hóa, có sự liên kết chuỗi. Sản phẩm làm ra không chỉ để tiêu thụ trong nước mà còn phải có chỗ đứng trên thị trường thế giới. Không chỉ là những người nghiên cứu như chúng tôi mà cộng đồng cũng dần nhận thức được rằng là cái việc thay đổi cho phát triển nông nghiệp Việt Nam là cần thiết để chúng ta hướng tới một cái nền nông nghiệp bền vững hơn, cái sản phẩm an toàn hơn, chúng ta xuất khẩu được nhiều hơn và chúng ta có được một cái để người nông dân Việt Nam có thu nhập tốt hơn cũng như là có cái môi trường sống tốt hơn cho họ. Gần 10 triệu hộ nông dân trên cả nước sẽ có cơ hội để nói lên tiếng nói của mình và đẩy mạnh hơn nữa cái vấn đề truyền thông để chúng ta cùng với các nhà quản lý, các nhà làm chính sách có những cái chính sách nó phù hợp và nó kịp thời đối với một cái lĩnh vực vô cùng quan trọng của đất nước, đó là nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cũng tại buổi lễ, trưởng ban tổ chức đã chính thức phát động giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024 với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Để tăng thêm sức lan tỏa của giải báo chí dành cho tam nông, bên cạnh các tác phẩm, báo in, báo điện tử, dự kiến năm 2024 sẽ có thêm hạng mục cho các sản phẩm phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.